tôi sẽ đây không? What's up? To fight typhoon. Ok. Cười. Chẳng mơ tới phụ huynh miền bật thiên bọt ai hài nữa. Nông ca tôi sẽ lực này. Tăng bật thiên bọt tăng play nhưng mà nếp trăm hỏi ai bảo. Bà. Bạn. Hay bật thiên bọt tăng dây em bì. Bà. Bà. Rap typhoon. Xem cái thằng bật thiên bọt có nâng miền ca bà rong chả. Mơ xong miền miền một clip với clip xe hai đấy. Ban mà. Mơ xong xong đạm 300 phân nhé. Còn nâng này. Còn chia idea làm mới. Ở tay con ni miên một một tu ót bắn na có không bốn lốt khi ông cứ thang có phải giờ ai cài bị kì đôi xa tay group bí thị trấn cứ chia một hết sơ lập có đại châu cho tôi xây dựng lên chiến lược nào sờ bài chiến lược nào hay nâng ấy lược nào lâu ấy tại sao làm thái phú cứ không khỉ còn lực dục sai gì vượt bất bộc quan gì mà bộc quan bị chế hay dựng đăng cơn quan chắc nữa bàn bình một bát tem đó nó mới coi gì mà nó vòng ở bộ nhóm miên Swift tư bị xây mới tiệt bỏ. Ok, chẳng vậy vậy cướp giang nhưng đừng lo hay tăng bị thiên là bot play cướp giang chẳng ôn từ say bro nâng ở chop tới hay dương từ record từng học này chẳng mưa tham miền ca cài khay ai xây tiệt ở nâng dương thưa ca chỉ một khi tiệt nhá. Trong cõi ở miền này trang tế bóng chuột bùi ôn chốt chơi những thua phi sự mặt phi sự rap long ca từ việc cầu tiệt nó. Ok, thank you. Bạn appreciate it. โอเค จัง กม ออย เน ติง ออก គ្នា รอง จาม ទស្សនា យู យើង ទៅ ជួប ជាមួយ នឹង section B ដែល ចាប់ ផ្ដើម ជាមួយ នឹង កូន ក្រុម របស់ ខ្មែរ មួយ ជីវិត Typhoon កុំគប់ប៉ាញុំ កាន់ គប់ chim bông nẹt con tay cổ rộp bay bay cả xa rộp con mình tha tận ngày mình tha tận rộp tua bay ba chưa rồi nghĩa có ba mình tốn ba mình chôm tại xa tại fall khai bị con khai còn lôm ba ngày mục tục rộp bỏ con có đồ chết tục rộp bỏ ba rộp bỏ chăng nhà con mọc luôn anh mình bị xa thưa ca rong cầm đắt ngày như chuột đây sam sập chiều ông sang có ba nơi suy chỉ ai cả chăn nơi khi lệ khăn su đam bay nè na ba đam bay rộp con mình đo phần nâng tê ní đã xa tay côn tức cô khom côn thuê bài bật mình hiền hộp trăm sa rộp chẳng ai mũi bêl cũng phá khát ấy ba sông chẳng cháy kê aoi tay côn ní miên mục muột tù ót bọn na cô khom rừng luốt đàm bay côn cốt đôi kê đôi ai nà hời khom sắc xa đứng lôi tục ba nè chặt trái ngay lời đi côn thôm côn lệnh đôi môn clip bị trô nung một đời tí không phù chọn và chạy nâng tìm và chôm chôn con nâng ngờ kì đừng tha con chia nẻ na háo sạch mùi đồng ni chia chiêm bò nẻ na bà tàng bù bia kê tàng bếp chơi kê tàng đá tung ni mùi lơ rù xa dương chá bì bêl ni con sạch chá tha nâng mình ao nẻ na chôn khá bà dương tiệt tê bà à lời khám mây nẻ na anh thốt nhớ mà châu lơ chá nè à sweet chiêm bà nhóm cư anh chân à rep đô rõ mình bạch răng bạc nơi gai thông mới sống lưng nhóm nắng phơi nhẹ đăng chim ba nhóm cư anh chân rep đô rõ mình bạch răng bạc nơi gai thông mới sống lưng nè anh chăm tê thân nè anh ni mơ nghe rù xa nhóm phần nà nè anh chăm tê thân nè anh ni mơ nghe rụp nhóm gồm rật nà rụp nhóm nơi chăm cá nọ pháp chăm nhóm trâm tên nơi chưa cùng mà nè pra thông đầy bánh chất bánh chim được đẹp gặp liên gần đá ba you never know me bang 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 grrr bao nhóm thơ lô cha nè ạp nhẹ dài cả ha vào rep đều rộp mình bạch răng bạc này gây thông mới sống lưng nhóm nâng phơi anh nhạt đứng chim ba nhóm cứ anh chân rep đều rộp mình bạch răng bạc này gây thông mới sống lưng nhóm nâng phơi anh nhạt đứng chim ba nhóm cứ anh chân rep đều rộp mình bạch răng bạc này gây thông mới sống lưng nhóm nâng phơi anh nhạt đứng chim ba nhóm cứ anh chân rep đều rộp mình bạch răng
ធំមិនសំឡឹងយោយោអូអរគុណ Let's go let's go ចាថៃហ្វូបានហើយថ្ងៃនេះអ្នកឃើញអីយកប្រធានបទបែបនេះយកមកសម្ដែងមានម៉ាលកាំងមានអីខ្ញុំចង់យករឿងពិតមកសម្ដែងហ្មងហឺអូនេះគឺជារឿងពិតរបស់អ៊ំផ្ទាល់ហ្មងបានចាំបានថាគ្រប់ម៉ាត់នៅក្នុងបទចម្រៀងហ្មងគឺសុទ្ធសឹងតែជារឿងពិតរបស់អ៊ំផ្ទាល់រឿងពិតទាំងអស់ហ្មងចាហើយចាសម្រាប់ថាយើងមានគេឈរគប់កដាយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានអត្តន័យមិនទៅអ្នកគប់ហ្នឹងតែគេពួកខ្ញុំតំណាងប៉ាខ្ញុំគាត់ជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងមែនថាគាត់គឺជាធំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងចុះបើគេមើលងាយគាត់មែនគេមើលងាយនឹងគ្រួសារយើងហីបង Let's go ចាអ្នកខ្ញុំពិតជាតសើរដល់ថៃហ្វូខ្លាំងមែនតែនដែលហ៊ានយកជីវិតពិតយកមកសម្ដែងនៅលើឆាកឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់គាត់បានឃើញសម្រាប់ខ្ញុំវិញថៃហ្វូពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអស់សង្ឃឹមឡើយក្នុងបទចម្រៀងប្រធានបទមួយនេះគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យពួកយើងឃើញថាមុនដំបូងគាត់ចេញមកគាត់មានការដឹងគុណឪពុករបស់គាត់គាត់មានការរាយរាប់បរិយាយអំពីអ្វីឲ្យពួកគាត់បានធ្វើសម្រាប់គាត់គាត់អរគុណដល់ពួកគាត់រួចហើយវា switch bit ទៅចូលដល់កន្លែងសាហាវគឺគាត់ការពារពួកគាត់ការពារជាក្នុងនាមជាកូនប្រុសការពារនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រួសារបាទអានេះគឺជាអំណាចមួយរបស់ថៃហ្វូដែលខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តមែនទែនអរគុណច្រើនមក Let's go អរគុណច្រើនចាដូច្នេះថៃហ្វូគឺទទួលបានជាមួយនឹង comment ល្អល្អជាច្រើនខ្លាំងមែនតើដូច្នេះអូនអាចទៅសម្រាប់បានដើម្បីរងចាំស្ដាប់នៅលទ្ធផលចាអរគុណជម្រាបលាអីជម្រាបលាតាណាជួបគ្នាតិចទៀត